Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Trong clip này, iCheckVN sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thông tin cập nhật tốt nhất cho mức giá lăn bánh của dòng xe Ford Everest ra mắt vào thời điểm 2023, và chúng ta đang có VIN 2024, tức nghĩa là những bản sản xuất vào năm 2024 chính hãng này. Các bạn hãy cùng xem chi tiết trong clip sau các bạn nhé. Dòng xe Ford Everest ở thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục tung ra một phiên bản mới tiếp theo vào thời điểm 2024 này. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì xe Ford Everest với phiên bản VIN 2024 là những dòng xe sản xuất chính thức năm 2024 sẽ có chương trình áp dụng mức giá ưu đãi trực tiếp vào trong giá xe. Các bạn có thể chọn lựa phương án này, hoặc là chúng ta sẽ lấy những phụ kiện chính hãng như là phim cách nhiệt loại tốt, trải sàn da cao cấp, camera hành trình loại tốt. Bên cạnh đó, cái chi tiết quan trọng là bảo hiểm thân vỏ sẽ được tặng miễn phí các bạn nhé. Chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ sử dụng 24/7 để phòng ngừa các rủi ro chính hãng của dòng xe Ford đối với các phiên bản của xe Ford Everest 2023. Như vậy, tại thị trường Việt Nam thì Ford Everest 2023 có đến 5 phiên bản khác nhau, và sắp tới sẽ đón nhận thêm một phiên bản thật ấn tượng. Ở thời điểm hiện tại thì các dòng xe đang có sẵn xe để có thể giao ngay đến khách hàng chính là xe Ford Everest Ambient. Ở phiên bản này sẽ có mức giá niêm yết là 1.099.000.000, ở bản thể thao Sport sẽ là 1.178.000.000, và hai dòng xe tiếp theo là hai phiên bản Titanium 1 cầu và 2 cầu cũng đang sẵn xe có thể giao ngay cho khách hàng. Các bạn có thể liên hệ số hotline chính hãng ở xuyên suốt video clip này để xem xe, thử xe, và chúng ta có những cái trải nghiệm thực tế cho dòng xe Ford Everest 2023 này. Như các bạn thấy thì dòng xe Ford Everest 2023 được cập nhật đáng kể về những cái chi tiết ở ngoại thất. Chúng ta được tinh chỉnh phần khung gầm và cả khoang máy để có thể có cái sức mạnh động cơ tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Tất cả dòng xe này đều sử dụng máy dầu các bạn nhé. Hiện tại thì phiên bản mà VIN 2023 ở màu nâu và màu đỏ còn một vài bản và áp dụng cái chính sách vô cùng thú vị, đó là giảm thêm 40 triệu ngoài cái mức giá niêm yết mà các bạn đang thấy. Cái chi phí tạm tính lăn bánh ở thị trường Hà Nội cho cái phiên bản Ambient là 1.185.000.000 đồng, phiên bản Sport là 1.274.000.000, trong khi đó hai phiên bản Titanium 1 cầu và 2 cầu ở lăn bánh thị trường Hà Nội lần lượt giá sẽ là 1.394.000.000 và 1.584.000.000 đồng. Các bạn có thể xem lại ngay cái video clip tháng trước đây, chúng ta thấy thời điểm hiện tại đang có được cái mức giá thực sự tốt. Như vậy thì chiếc xe Ford Everest khi ra mắt thị trường Việt Nam và cái thời điểm ngay sau Tết Nguyên Đán này, cụ thể là ở cuối quý 1 2024, chúng ta thấy thời điểm tháng 3 2024 này, dòng xe Ford Everest đang có một cái chính sách giá rất là tốt cho hai cái phiên bản Titanium 1 cầu và 2 cầu. Các bạn đánh giá như thế nào về cái mức giá lăn bánh của dòng xe Ford Everest? Chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới. Còn nếu như các bạn muốn nhận được cái bản báo giá chính hãng, hãy gọi ngay số hotline. Đừng ngần ngại, chúng ta có thể add thêm Zalo để biết được cái thông tin báo giá chính hãng và những cái phụ kiện quà tặng tốt nhất các bạn nhé. Nếu như chúng ta đang muốn theo cái phương án trả góp, tức nghĩa là sử dụng cái phương án ngân hàng hỗ trợ lãi suất, thì cái chi phí tối thiểu để có thể sở hữu dòng xe Ambient cho chiếc Ford Everest sẽ là 306.000.000 ở thị trường Hà Nội, ở phiên bản thể thao Sport sẽ là 331.000.000, và hai phiên bản Titanium 1 cầu và 2 cầu có chi phí tối thiểu để sở hữu dòng xe này là 365 và 419.000.000. Đây là cái mức giá tạm tính tối thiểu để chúng ta sở hữu dòng xe này ở thị trường Hà Nội các bạn nhé. Còn thị trường tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể xem lại trong video clip, hoặc là gọi ngay cái số hotline để chúng ta nhận được cái mức giá tốt nhất và có phương án tài chính cho phù hợp. Dòng xe này các bạn có thể thấy là cái tính năng là đề nổ từ xa, mở cốp từ xa, đó là những cái tính năng vô cùng thú vị. Thậm chí là chúng ta có camera 360 độ nhìn xuyên gầm, rồi chúng ta có cửa sổ trời và rất rất nhiều những cái tính năng thú vị, tính năng đa cốp thông minh. Các bạn có thể thấy là đây là những cái tính năng mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận cái chiếc xe Ford Everest thông qua cái remote ngay trên tay. Các bạn đừng ngần ngại liên hệ số hotline, cũng như là chúng ta có thể hẹn xem xe lái thử bằng cái số hotline xuyên suốt video clip các bạn nhé. Ford Everest tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có cái một số ưu điểm có thể kể đến cho dòng xe này, đó là cái doanh số thuộc dạng tốt trong cái phân khúc SUV 7 chỗ thị trường Việt Nam. Và không chỉ bề ngoài hầm hố, cái phần khoang nội thất của Ford Everest cũng rất ấn tượng.
Hiện tại dòng xe Ford Everest ở thời điểm tháng 3 2024 này đang có cái chính sách rất là thú vị, tặng bảo hiểm thân vỏ nha các bạn. Đồng thời là chúng ta sẽ có giảm trực tiếp cái giá xe vào trong cái mức giá lăn bánh cuối cùng. Các bạn có thể chọn phương án này, hoặc chúng ta lấy những phụ kiện chính hãng như là dán phim cách nhiệt loại tốt để sàn da cao cấp, camera hành trình và một cái thẻ cứu hộ phòng hợp các rủi ro trong quá trình sử dụng xe, sử dụng miễn phí và có giá trị 3 năm liên tục cho các dòng xe chính hãng của Ford. Như các bạn thấy, khoang nội thất của dòng xe Ford Everest 2023, một cái màn hình xếp dọc to bản, một cái camera 360 độ và bên cạnh đó chúng ta có rất nhiều những cái tính năng trải nghiệm thú vị. Đối với phiên bản màu nâu và màu đỏ, với cái đời sản xuất 2023 vẫn còn 1-2 chiếc xe cuối cùng thì chúng ta có thể áp dụng thêm cái mức giá vào cái mức giá lăn bánh cuối cùng ở đây, giảm thêm 40 triệu cho hai dòng nâu đỏ với một cái phiên bản Vin 2023. Còn nếu như các bạn không bận tâm lắm, chúng ta muốn sở hữu cái bản mới nhất được sản xuất vào 2024 thì chi phí lăn bánh tối thiểu cho các thị trường, các tỉnh, ví dụ là 1 tỷ 143 triệu cho bản Ambient và hai dòng xe ở phiên bản Chi Nhâm sẽ có một cái chi phí lăn bánh tạm tính là ở các tỉnh là 1 tỷ 348 triệu và 1 tỷ 534 triệu cho bản Chi Nhâm 2 cầu các bạn nhé. Xin được phép nhắc lại thì chi phí tối thiểu trả góp theo phương án vay ngân hàng hỗ trợ lãi suất thì chi phí tối thiểu ở các tỉnh chúng ta có thể sở hữu dòng Ambient sẽ là 264 triệu và phiên bản thể thao Sport sẽ là 288 triệu. Đối với hai phiên bản Titanium ở các tỉnh, phiên bản 1 cầu sẽ là 319 triệu và phiên bản Titanium 2 cầu sẽ là 370 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 341 và 385 triệu chi phí tối thiểu các bạn nhé. Đừng ngần ngại gọi ngay số online bên dưới và đừng quên đăng ký kênh AnchecVN để chúng ta nhận được những thông tin cập nhật chính hãng tốt nhất cho các dòng xe các bạn đang quan tâm. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.